Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài các số từ 101 đến 110. Vở bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 48 nào. Rồi, người ta yêu cầu nè, viết theo mẫu. Vậy chúng ta cùng quan sát ở đây nè, mẫu người ta làm nè. Như vậy ở đây có nè, một cái bảng như thế này là 100 nè các em. Đấy, 100 và một đơn vị, đúng không? Chỉ có một đơn vị thôi. Vậy thì chúng ta sẽ viết vào là cột 100 nè và một đơn vị. Như vậy thì trục ở đây sẽ không có, chúng ta sẽ điền là số gì? Số 0. Mình sẽ lập được số 101, 100 này, không trục, một đơn vị. Và chúng ta sẽ đọc nó là 101. Xong chưa? Rồi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đến nào. Hình tiếp theo. Đây sẽ có là bao nhiêu? 100 mấy đơn vị đây? Hai đơn vị, đúng không? Vậy thì trục của nó sẽ là 0. Được chưa? Chúng ta sẽ viết số này là 100 không trục hai đơn vị. Vậy thì số này chúng mình sẽ đọc là bao nhiêu? 100 gì gam? À đúng rồi, linh nha, 102. Xong chưa? Rồi, tương tự như vậy, mình sẽ có ở đây là bao nhiêu? 100. Được chưa? Mấy đơn vị đây? 1, 2, 3, 4. 4 đơn vị. Vậy thì sẽ là không gì? Không trục. Chúng ta sẽ viết được là 104. Vậy chúng ta sẽ đọc là 100. 100 gì các em? À, linh 4 hoặc là gì? 04 cũng được nhá. Đấy, tùy theo. Có thể giáo viên sẽ ghi là 04, nhưng mà chúng ta nên đọc là gì? 04 nhá. Xong chưa? Rồi, tiếp theo này, mình sẽ có ở đây là bao nhiêu? 100 nè. Mấy đơn vị? 1, 2, 3, 4, 5. 5 đơn vị nè. Vậy thì sẽ là không gì? Không trục. Vậy chúng ta sẽ viết được đây là 105. Phải không? Và số này mình sẽ đọc là 105. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ có ở đây là bao nhiêu? 100 nè. Mấy đơn vị đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy sẽ có là 6 đơn vị. Vậy thì sẽ là không gì? Không trục. Chúng ta sẽ đọc là 1. Được số là 10 gì? 06. Và mình sẽ đọc đây là 100 linh mấy các em? À, 06. Được chưa? Đấy, 106 nhá. Rồi, tiếp theo ở đây ta sẽ có là 100 nè. Được chưa? Bao nhiêu đơn vị nè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy đây có 9 đơn vị. Vậy thì trục cũng sẽ là không gì? Không trục. Chúng ta sẽ lập được số là 109. Và mình sẽ đọc đây là 100. 100 gì gam? À, 09.
chưa? Rồi. Tiếp theo nè. Mình đây sẽ có là bao nhiêu? 100 nè. Vậy thì một cái hàng này chúng ta sẽ biết đây là mấy, một chục nhá. Và sẽ không có đơn vị nào nè. Chúng ta sẽ lập được số là 1, 1, 0. Vậy đây sẽ đọc là 1 gì? 100 gì? À đúng rồi, 110. Được chưa? 110. Xong chưa? Rồi. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong được cái bài số 1. Bây giờ mình sẽ đến bài số 2. Bài số 2 thì yêu cầu này, nối theo mẫu. Rồi, như vậy ở cái bài trước chúng ta đã làm một cái kiểu dạng này rồi đúng không? Người ta sẽ cho mình một cái tia số này. Trên tia số này thì sẽ có các cái điểm ở đây. Và trên này là những số mà người ta đọc bằng chữ 104 này, 102, 103, 104 này. Đấy, chúng ta sẽ nối vào này. Rồi giờ mình sẽ làm câu đầu tiên này, 109 nè. Này, 08 này, 8 này sẽ đến gì các em? Đến 9 đúng không? Đấy, dễ như ăn kem rồi, thầy sẽ không giảng giải nhiều. 107 này, đây là 106, vậy thì 107 sẽ ở đây đúng không? Đấy. 104 nè. 2 này, 3 này, 4 này. 4 này chính là gì? 4 đó các em. Đấy. Rồi. 110. Đây là 9. Đúng không? Đây 108, 109 này. Vậy thì 110 sẽ là cái điểm này đúng không? Đúng không? Đó. Xong chưa? Xong nhá. Đến bài số 3. Viết số vào chỗ chấm. Rồi, người ta cho mình cái hình như thế này này, giống như là đi cắm trại đúng không? Đó, vậy chúng ta sẽ nhìn ở đây. Ta thấy nè, 100, 110, 120. Vậy thì cứ mỗi một cái số trước này này sẽ kém cái số sau là mấy? Một chục. 120 thì chúng ta sẽ có là 130. 130 sẽ đến 140. 140 là 150. Đúng không? 160, vậy thì đây sẽ là 170. Được chưa? Rồi, sang bên này. Mình sẽ có nè, 300. 300 sẽ đến gì? 400, phải không? Hay là chúng ta đi xuống từ trên này xuống được này. 100 nè, 900 nè, 100 nè, 900 sẽ đến 8 gì? 800. 800 đến 700. 700 sẽ đến 6 gì? 600. 600 sẽ là 5. 500. 400. 300. Đúng không? Đấy, như vậy hai bên này chúng ta đã làm xong nhá. Bây giờ sang đây. 102, 103. Vậy thì cứ mỗi một cái số đứng trước này sẽ kém cái số đứng sau là mấy đơn vị? Một đơn vị này. 2 đến 3, vậy thì đây sẽ là đến gì? 4. 4 sẽ là 105. 5 sẽ đến 106. 6 đến 107. 107 đến 108. 109. 109 sẽ là 110. Được chưa? Rồi. Sang bài số 4. Viết số vào chỗ chấm theo mẫu. Vậy người ta cho mẫu nè. 140 thì sẽ là 100 cộng với 4 gì? 40 đơn vị này, tức là 100 và 4, 40. Đúng không? Rồi, vậy thì đây mình sẽ có này. 110. 110 nè. Vậy thì 110 thì chúng ta sẽ có đây là bao nhiêu? 100 và mấy đơn vị? 10 đơn vị. Xong chưa? 104. Này không gọi là 10 đơn vị là một gì, một chục nhá. Đấy. Hoặc là 10 đơn vị thì cũng vậy thôi, đúng không? 104 thì sẽ là
100 và mấy? 4 đơn vị. Hiểu không? Được chưa? Rồi, tiếp theo. 109 thì mình sẽ có là 100 và mấy đơn vị? 9 đơn vị. 170 sẽ là 100 và 70 hay là gì? 70 đơn vị. Sang bài số 5. Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ đờ và sai thì ta sẽ ghi chữ gì? Chữ S này. 106 thì bằng 10 cộng với 6. Như vậy thì đây nó mới chỉ là bao nhiêu thôi? 16 thôi đúng không? Đấy, vậy thì đây phải làm gì? 100 cộng với 6 mới đúng. Nên câu này là câu gì? Câu sai này. 106 thì bằng 100 cộng 60. Đúng không? Cũng sai luôn. Nó chỉ là 100 cộng với 6 đơn vị thôi đúng không? Đấy, câu này cũng sai. 106 bằng 100 cộng 6 đơn vị. Đó, như vậy đây mới là câu gì? Câu đúng nè. Được chưa? Đó, như vậy ở đây bài số 5 chúng ta làm hoàn thành được chưa các em? Xong nhá. Sang bài số 6 nè. Quan sát tranh, viết vào chỗ chấm. Đây, cái tranh đầu tiên nè. Thứ hai, lúc mấy giờ này? Đấy, đây là ngày thứ hai này. Vào lúc mấy giờ, mấy phút, thứ mấy hàng tuần? Đấy, vậy thì đây là giống như là hoạt động chào cờ đúng không các em? Vậy thì xem ở trên đồng hồ chúng ta sẽ thấy lúc mấy giờ đây. Kim giờ chỉ giữa số 7, số 8, kim phút chỉ số gì? 6. Chúng mình sẽ có được ở đây là gì? Lúc 7 giờ bao nhiêu phút? 30 phút. Đúng không? Đấy. Ngày thứ gì? Ngày thứ 2 hàng tuần. Đấy, thì các em sẽ là gì? Hoạt động chào cờ đúng không nào? Đấy. Rồi. Như vậy đến đây chúng mình đã hoàn thành xong cái bài. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình nhé.